29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Thực hư, Thùy Tiên kiếm được 240 tỷ đồng sau 2 năm nhờ danh hiệu Hoa hậu. Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan tin đồn về thu nhập khủng của Hoa hậu Thùy Tiên. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, từng đạt danh hiệu Á Khôi 1, Hoa Khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Năm 2021, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế và vượt qua 58 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới để đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô là người Việt Nam đầu tiên giành được chiến thắng này. Sau đó, Thùy Tiên trở thành cái tên nổi bật trong làng giải trí Việt, đắt show trong nước và được nhiều nhãn hàng săn đón. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục lan tin đồn Thùy Tiên đang sở hữu số tiền hơn 10 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 242 tỷ đồng từ khi đăng quang đến hiện tại, tức là hơn 2 năm. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng, nhưng cư dân mạng vẫn réo gọi tên Hoa hậu Thùy Tiên. Vừa mới đây, Thùy Tiên đã lên tiếng bác bỏ tin đồn kiếm được 70 tỷ hay 242 tỷ sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Những tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật, tôi chưa từng tiết lộ về thu nhập của mình, tôi cũng không thể kiếm được con số ấy, chắc chắn là không, Thùy Tiên thẳng thắn. Gần nhất, khi thấy bài viết về tin đồn thu nhập của mình, Thùy Tiên đã vào để lại bình luận, mong được sống bình yên mỗi ngày, nhằm phủ nhận thông tin. Tuy nhiên, bài đăng này ngay sau đó bị xóa nên ít người biết. Theo Thùy Tiên, điều cô cảm thấy vinh dự và hạnh phúc nhất sau ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế chính là tình cảm nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Đó cũng là động lực để giúp người đẹp hết mình tham gia vào các hoạt động, các chương trình thiện nguyện và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Cuối năm 2021, Thùy Tiên được tặng bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Sau đó, cô nhận thêm bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7. Đồng thời, cô đại diện Thanh niên trẻ Việt Nam làm diễn giả ở Hội nghị quốc tế lần 5 tại Hàn Quốc được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mời cùng nhiều chương trình và hội nghị lớn khác. Bên cạnh đó, đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên cho biết đây cũng chỉ là thông tin bịa đặt bị lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó không lâu thì các bài đăng liên quan đến số tiền 10 triệu đô thu nhập của Thùy Tiên trên các diễn đàn đã bị gỡ vì netizen bức xúc. Đây không phải là lần đầu tiên nàng hậu gặp thị phi liên quan đến thu nhập sau khi đăng quang quốc tế. Hồi tháng 3 năm 2022, Nawaz Istara Gursin, người sáng lập kiêm chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, từng tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu đô, khoảng 47-71 tỷ đồng trong nhiệm kỳ. Nguồn thu nhập đến từ sự việc dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều nhãn hàng lớn ở cả Việt Nam và quốc tế. Trước đó, ông Nawaz cũng từng chia sẻ thu nhập của Thùy Tiên sau 2 tháng đăng quang là 30 triệu bạt, tương đương với hơn 20 tỷ đồng. Chủ tịch Miss Grand từng nói về Thùy Tiên, tôi có thể nói Tiên không phải là cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên Tiên cũng nằm trong top 5 hay top 10 những cô gái đẹp nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Các bạn biết không, từ lúc Tiên đăng quang đến bây giờ, cô ấy đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo khác nhau từ các nhãn hàng lớn ở Việt Nam và cả trên quốc tế. Tiên đã giúp nâng cao doanh số bán hàng và đem về lợi nhuận cho Miss Grand Việt Nam. Sau đó, bà Phạm Kim Dung cũng đã phải lên tiếng phủ nhận, cho biết ông Nawaz chỉ nói vui và từ chối tiết lộ cụ thể về số tiền mà Thùy Tiên kiếm được vì đó là chuyện tế nhị. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.